này đem về ăn thôi chứ không có đi đâu đúng không? Đi đâu? Đi về bỏ hút cây không đi. Hút cây không được không? Để gì dưới lên không xe. Có đâu tay nát được. Không sao đâu, anh bỏ này đi em bỏ. Lên xe đò nó thôi, sao lại đóng lại? Còn. Thử nữa không? Nói chung cái nào cũng không à. Rồi về tận nơi cái bảo quản không được cái về nó hư nó chua. Đấy đổ thừa anh chết luôn. Bởi vậy anh sao đi mới có chút xíu mà chua rồi bữa bị ông. Cái này để ở ngoài lâu không được đâu nha cô chú anh chị. Mình đi xa mình phải bảo quản lạnh này kia kia nọ. Cái này mà nó nóng lên là nó mau chua lắm á. Nó hầm hơi là nó mau chua lắm. Ký à. Hơn 2 ký xíu được không? Đi xe mà đâu đi máy bay đâu mà cân với không cân đúng không? Không sao không về. Xe giường nằm hả? Xe máy chạy gì nổi. Nổi anh, em đợt em đi tới Bình Định mà. Thiệt luôn á. Ngồi nó đít mình đây chạy quê có 100 cây số, mình chạy 3 tiếng mấy đồng hồ mới về tới nhà. Ê đít luôn. Em có thể chứ tưa mà đi ngang mà chỗ mà cấp mà chỗ mà cái quạt gió á. Ôi trời. Cái con hơn mà cái chỗ mà đây bà chủ xuất hiện luôn quá dữ, còn hơn cái chỗ mà nhốt con một không nữa. Chỗ này bà chủ giống dân buôn quá ha. Bữa anh đi đua về dưới mà anh lần đầu tiên anh chạy nhanh nhất về dưới quê là 2 tiếng đồng hồ á, đi 4 giờ sáng 6 giờ tới dưới. Tao ăn mà chị yên tâm. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay trở lại video theo em chiều hôm nay tại vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa nha cô chú anh chị. Này sầu riêng quá trời luôn cô chú anh chị. Này bên đây là sầu Thái nha. Hôm nay có sầu riêng đi 6 miền Đông 100.000 ký, miền Tây 130, sầu Thái 110.000. Đây đang khui cho chị gái thấy đi 6 miền Tây 130 ký. Hôm nay chiều nay Dũng Dũng ốp đó hả, Dũng đi chữa lành đó hả. Dũng dạo này bí hiểm quá cả nhà, ở đây không thấy Dũng đâu hết. Cái này Dũng bí hiểm rồi đó, đi sáng miền Tây nha. Đi sáng miền Tây mà giá cao mà khách cũng chuộng thích ăn lắm nè cô chú chị. Con ăn sầu riêng được không? À, không ăn được hả? Trời, bé không ăn được sầu riêng, mẹ ăn được. Trái này nhiêu vậy đạt? 397 anh ơi. 397.000 trái sầu riêng nha cả nhà. Quá đã. Còn hai hộp rất là to đi. Chiều nay cũng còn sầu riêng ít lắm nha cô chú anh chị. Sầu riêng quá chừng nhưng mà không có chín nha. Sầu chín ít lắm. Ngày cuối tuần nhiều á. Hai hộp này là hai hộp to nhất, là ba hộp này nhỏ thôi nhưng mà hai hộp này to lắm. Quá ngon luôn. Quá ngon luôn, quá dẻo luôn hả. Đi 6 miền Tây còn có vài trái chín nữa cô chú chị. Chiều nay chắc tối nay chắc đóng cửa nghỉ sớm quá, sầu riêng chín không kịp bán à, lên quá chừng mà chưa chín, cái hồi mà nó chín là nó chín hết luôn á. Hồi mà nó chín hết luôn rồi. Vì chuyển khoản địa chỉ đây 415 các bạn 8 phường 13 quận 10, số điện thoại 0939925979 nha cô chú anh chị. Dạ. Mua trái cũng được, mua ruột cũng được nha. À, giá ruột đi 6 miền Đông 300.000 ký, đi 6 miền Tây 360. Giá ruột sầu Thái thì 330 nha cô chú anh chị. Ở đây bán thì giá nó cố định vậy á. À, dạo này có Thái bên này quá trời mà chưa chín nè. Cuối tuần là nó chín hết luôn á, bán nhập lên bán lễ. Cơm
bên miền Đông 300, bên miền Tây 360, bên Thái 330. Đây tiếp tục đi 6 miền Tây. Cái này chưa tới 2 kg nha cô chú anh chị, 250 ngàn. Ai ăn ráo thì mua sầu Thái, còn cơm vàng dẻo thì đi 6 miền Tây. Cũng có đi 6 miền Đông đó, ai thích ăn loại nào cũng được. Cái này được cái vỏ mỏng ha, cái này vỏ mỏng. Nếu mà vỏ dày quá thì mình chuyển qua mình mua cơm cả nhà. Ngọt dẻo. Mua trái, trái này 250. Đâu đúng sáu miền Tây. Đâu đúng trái vỏ mỏng quá. Đã chưa, muối đã chưa, quá ngon rồi, cô Tiên lựa thế này quá ngon rồi, còn hồng nữa. Riêng giờ trái nhất chứ không phải là gần 2 kg. Phải có mì nghe mà. Nhỏ nữa. Quá đã luôn, 250 chứ. Tiếp tục trái nữa nha, trái này cũng xì xích, trái kia có 2-3 ngàn à, 247. Bao ăn sườn lạc bỏ ra, bao ăn sườn lạc trái muối bỏ ra, dạ nó bị hư, nó bị cháy vậy, để xíu bù lại trái muối đó, bù muối khác. Bao ăn gu mỗi người mỗi khác nhau, dạ bị cháy chút xíu như này nữa kìa, muối ở trong hộp này. Trời ơi, cháy bật sáng hết rồi. Rồi luôn cháy quá luôn rồi, lửa cháy khác luôn rồi. Cháy hết một nửa rồi. Ừ. Rồi cháy khác đi cô Tiên ơi, cháy này cháy quá rồi, quá trời cháy muốn hết luôn rồi. À, coi như là lỗ cháy này rồi đó nha cả nhà. Rồi bánh Tiên lựa cháy khác nha, còn nó cháy hộp nào nó cũng cháy luôn. Dạ, cháy này nhỏ hơn nè, cháy này 200 cả nha. 200, để mấy muối đó chút bù. Trời, mấy muối cho tôi vô đâu nha. Tôi cái gì đây, cái nào không cho tôi ăn. Đổi cho chiếc khe đó bị cháy muối rồi, không có bán được. Qua này vừa trên này bị cháy. Rồi trái nó cháy hết luôn á, cọc nào cũng cháy luôn. Trời ơi, anh chàng bổ sầu riêng quá đẹp trai. Ồ, anh chàng bổ sầu riêng quá đẹp trai. Rồi ăn thử luôn đi chị. Ăn đi coi nó ngọt không, lạc đổi trái khác luôn. Đây bao ăn mà, phải cho ăn thử chứ, trái nào cô cũng ăn thử hết á. Rồi có khăn giấy chùi tay luôn, quá ngon luôn, ngọt béo là ok. Lúc nãy trái này 200 ngàn nha cả nhà, ngon ha. Trái nãy 250 kia cũng ngon nữa. Ủa miền Tây còn mấy trái hả, hết luôn hả? Dạ, miền Tây hết luôn á. Trời ơi, chắc hôm nay là mai ha. Hôm nay cô chắc hết luôn quá, ngày mai coi có lên không, em quay cho cô chú chị mình xem nha. Rồi xong cho chị gái 200 cành. Chiều nay còn có mấy trái sầu chín nè, còn có 2 vỏ, vỏ sầu Thái với một vỏ ri 6. Mà trái là bùi hơn chút. Cỡ gì vậy con? Ủa cơ, sáng này 2 kg mấy vậy?
2 với 2, 2 với 1. 210 lên cái nấu đi 6 nữa nha cả nhà, nhưng mà đi 6 là 100.000 ký, hai giá đi 6 130 với lại đi 6 100. Đúng vậy. Lụm chứ hợp sầu thái ráo. Cân cơm. sao vậy? Lấy luộc thử miếng anh ơi. Đừng ký rượu không? Chắc hơn. Chưa tới ký. 9 lạng mấy? Dạ ba em đẹp lắm. Em có 2 ký ruột hả vậy? Quá dữ luôn. Sao má vô 2 ký ruột đã dữ vậy ta? Đã dữ ta, quá đã luôn. Hello Dũng nha. Từ từ đấy em ca mắt quá anh. Dũng mới đi Em chào anh. Chào cô chú anh chị trong nước và ngoài nước ạ. Mới đi công viện về nhảy vô có kèo liền 2 ký ruột ri 6 miền Tây rồi khui hết luôn rồi. Lập hết luôn vậy rồi. Quá rồi. Sắp về rồi, sắp hết sầu riêng chín rồi. Hẹn ngày rất là anh chị ngày mai. Đóng cửa sớm á. Dẻo nhẹo luôn. Ủa có bỏ hộp đen hộp trắng gì không? Này đem về ăn thôi chứ không có đi đâu đúng không? Đi đâu đặng? Quê đâu đặng? Giờ về luôn hả? Có bỏ tủ lạnh gì không? Mấy tiếng nữa tới nơi. Để biết bảo quản sầu riêng để nó về tới nó hư á. 6 tiếng luôn kìa được không? Để bỏ hút chân không đi. Hút chân không được không?
để gì dưới lên xe. Đâu có đâu tay nét được. Không sao đâu, anh bỏ này đi em bỏ. Lên xe đò nó thôi sao. Nói chung ở đây là thử ngon lành rồi nghe, mai mốt về tới đó sao sự riêng em đi tới quê em tua kỳ vậy, chết anh luôn á em. Hút truyền thông bảo quản lâu hơn đó. Ờ, hút cái xong không còn không khí bảo quản lâu hơn em. Nhưng mà hút là hút đâu có để nguyên hộp gì nè, xong rồi người ta bỏ vô cái bọc người ta hút chứ không không còn nữa. Nó không ảnh hưởng gì tới muối đó. Ừ, đâu có ảnh hưởng tới muối đâu, cái muối nó còn nguyên mà đâu có dẹp đâu. Em đi, em đi xa được. Rồi ok. Bình Thuận trồng thanh long không? Không trồng được sầu riêng hả? Thanh long với nho. Nó cũng gần gần Khánh Hòa đó ha, mà Khánh Hòa trồng được ha. Đây đi ra thì chưa tới Khánh Hòa. Khánh Hòa, nó mới tới Khánh Hòa. Chuyên công về bỏ vô thùng đóng lại. Còn thử nữa không? Nói chung cái nào cũng ngon mà. Rồi về tận nơi cái bảo quản không được, cái về nó hư nó chua. Đấy, đổ thừa anh chết luôn. Bởi vậy anh sao đi mới có chút xíu mà chua rồi, bữa bị ngon. Cái này để ngoài lâu không được đâu nha cô chú anh chị. Mình đi xa mình phải bảo quản lạnh này kia kia nọ. Cái này mà nó nóng lên là nó mau chua lắm á. Nó hầm hơi là nó mau chua lắm. Ký à? Hơn 2 ký xíu được không? Đi 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 xe mà đâu đi máy bay đâu mà cân với không cân đúng không? Không sao không xe giường nằm hả? Xe máy chạy gì nói? Nói anh, em đợt em đi tới Bình Định má. Ghê hả? À? Tại có động lực. Đây ra Bình Định 700-800 cây á chị hả? Dạ, 700-800 à. Tính ra về quê có 100 cây chạy cũng mệt. Rồi ngồi lên gác đít luôn à. Thiệt luôn á. Ngồi nó đít mình đây về quê có 100 cây số mình chạy 3 tiếng mấy đồng hồ mới về tới nhà. Ê đít luôn. Em có thể chứ tưa mà đi ngang mà chỗ mà cắm mà chỗ mà cái quạt gió á. À. Ôi rồi. Em nói thiệt cái con hơn mà cái chỗ mà. Đây bà chủ xuất hiện luôn, quá dữ. Còn hơn cái chỗ mà nhốt con một không nữa. Chỗ này bà chủ giống dân buôn quá ha. Bữa anh đi đua về dưới mà anh lần đầu tiên anh chạy nhanh nhất về dưới quê là 2 tiếng đồng hồ á. Đi 4 giờ sáng, 6 giờ tới dưới. Giờ đó nó vắng xe chạy nhanh. Cũng 2 tiếng luôn, lần đầu tiên trong lịch sử về quê. Nếu mà chạy nhanh thì em đây ra Bình Định chạy nhanh thì em đi từ lúc đó là 7-8 giờ sáng á, tới đây là 10 giờ tối á. Dữ vậy? Rồi đi một ăn luôn nha, không nghỉ nha. Rồi xe nào chịu nổi? Ghé ăn uống thôi. Không nghỉ xe nó chạy cháy máy luôn. Hai thầy mà chiếc xe chia mà. Không xe đó. Mấy chiếc nó lội được xa. Xe chạy nóng lắm. Chỉ ghé ăn uống thôi chứ không có ngủ á. Ngay cái cơm ri 6 miền Tây. Mua mì với miền Tây đi, ăn ống thua gì mua skin đâu. Rẻ hơn mua skin nữa. Dạ, hơn mà. Sao ngon hả? Có loại 100 rồi, 2 kg. 130 rồi đúng rồi. Nếu kéo rồi, còn hả? Ồ, nó còn được muối. Cứ mấy chục ngàn là chết à. Cứ 1 lạng là 36 ngàn, cứ cần là tính tiền. Rồi 82 ngàn. Ngày đang hút cho xong nè. Hơn 2 kg á em nhé. 2 kg 2 mấy chục. Anh ăn nào em lấy luôn cho. 16. Thấy quen quen à. Cô ngọt. Cô ngọt lắm. Lấy tí cơm nha. Không mua trái hả? Lấy miền Tây đi. Còn mấy tá nhỏ nhỏ này đèo đèo nhỏ không mà lấy cơm lại hơn. Hả? Cơm. Ý là cơm này em vẫn mua trong tái ra chứ đâu có cái sẵn. Thầy mày ăn lỡ hàng thôi. Rồi ok. Rồi, này miền Tây đúng không? Dạ đúng rồi. Cô ngọt. 188 anh trời. Đây cái nè. 188 anh. Ừ. Thử đi. Cái này mỏng mỏng anh nè. Cái nhỏ thôi, nhỏ méo méo thôi. Méo hả? Ừ, nhỏ méo muối nè. Trời ơi, quan trọng ăn chất lượng chứ không được số lượng không. Rồi 245 anh, bao chất lượng luôn. Ok. Bây
khách này là lại là cứ hỏi là sầu riêng méo không phải tròn, đây phải đúng chất nè. Khách vô quá chừng luôn, nãy giờ buồn ngủ, ví dụ Dũng xuất hiện là quá chừng khách ha. Cái hộp này gì nè, không biết trong đây là gì nữa, sao bù đâu. Để có muối của trái nãy rồi, bù vô. Đó là ta. Trái nãy rồi, tầm mấy đó. Trái nãy cần tầm mấy đó. Chào anh. Chào Dũng nha. Chào Dũng. Chào cô chú anh chị trong nước ngoài nước. Rồi. Chào anh. Tự tiện chở luôn. Đang bị rối nên nó chưa có vô khuôn khổ. Đừng nói gì. Wow, bữa nay sầu riêng hàng tấn luôn, sầu riêng luôn ta. Nhiều dữ vậy. Rồi 301 à. Khui luôn anh ơi. Khui khui đi. Dạ. Cui luôn. Cái này với giường mới lụm lên hay sao còn lông đây? Chắc cái giường nó nuôi chuyện chứ. Để thử cơm có ngon không cái đó. Thử cơm ngon rồi mình thanh toán sau. Rồi chắc thanh toán được rồi đó. Ngon không? Dạ bao ngon. Cô thử giúp con miếng à. Mà sáng giờ khu trái nào cũng ngon á. Có nãy khu trái cháy muối hết luôn. Ngon chưa cô? Lấy tiền được rồi đúng không? Vậy mà nói tiền tiền bạc được rồi đó. Vô 310.000. Con này sẽ như thế nào đúng không lão? Dạ luôn. 310k hoa nè. Ok. Còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Không ai trả lời, rồi đi vô. Không ai trả lời.